Xin chào 500 em. Lần đầu tiên đến đây, thành phố Đà Lạt này. Bây giờ mới hơn 7 rưỡi tối này. Đúng trung tâm thành phố Đà Lạt. Đây chính là cái khách sạn ngay trung tâm này nhỉ. Thái thấy vui không con? Thích không? Đấy. Đứng đấy nhá, cứ đứng đấy nhá. Đây là chợ đêm. Chợ đêm thành phố Đà Lạt. Đầu áp của gần Trung Quốc và Hàn Quốc thôi. Chào Tú nha. Đây là quán ăn mà. Sao phố đi bộ vẫn cho tôi xe máy đi nhỉ? Đây quán này, đây ăn gì ăn? Hả? Đây á, ôi quán này đồ ăn vặt còn trẻ con ăn. Quấy này, hoài. Có xôi ăn tạm đây. Thế ông bảo Vân Khánh ông ngồi vừa mua bên kia. Đấy nhá. Đêm là nặng. Xôi miền Tây này. Có xôi miền Tây này. Đó là Vân Khánh. Nấy nhờ xong rồi. Biết trên dưới kia có nhiều không? Mày mày sang mua quần áo không? Hỏi các bạn trẻ này bên kia có quà hàng không? Hưng hỏi đi. Quà hàng ăn ở bên kia. Có nhiều không? Nhiều, một dãy quà hàng ăn. Đi. Đi sáng bên này đi, cho nó ăn tạm mà. Đó, đàn đàn này. Cái nổ ga ấy á. Đứng đây gọi bà Vân Khánh không bà Vân Khánh? Gọi đi. Nhiều mũ lắm. Ôi rồi. Mày mua chưa đâu? Nhìn thấy đâu rồi? Tần áo đẹp lắm. Chào chị Phương nhá. Sao phố đêm vậy? Này. Ôi trời. Đây ông Khánh. Ông Khánh ông mua cái mũ mà đi tìm mãi ở đây. Đây xin chào 500 anh em đi. Đi sang kia đi. Đây, Phương đây nhá, đây nhà đây, đây bảo chị cũng đi. Phương. Đây, nằm ở đây, ông này nó quá chán một tí. yếu tới là. Đây, đây nhà đây. Đi ra đây. Úi dồi. Mặt mẹ luôn vào ngay chị ơi, ở ngay khách sạn trung tâm em đặt phòng
Phương bảo bay vào luôn này, bay luôn luôn vào ngay. Mấy người xem em bố? 9 người. 9 người xem. Có giá Phương đúng không? Từ đây ra sân bay khoảng 40 cây. Và mấy người? Lạnh nhỉ, lạnh nhỉ? Lạnh như là như Tam Đảo nhỉ? Hơn. Lạnh như Tam Đảo, lạnh quá. Này, bố ơi, là bố muốn để hết áo à, 24 độ thế thôi. Đây thì bố cho mấy áo nào. Đi sang ngang đi bố xe. Là hết bố. Đấy. Đây là bãi gửi xe ở trong phố đêm. Bên kia. Bên kia. Đấy là nhanh. Của mẹ. Bên kia đây, bên kia. Bên kia đâu mà. Đúng nhỉ? Đâu? Hỏi thăm, hỏi thăm, hỏi thăm. Nên đâu đến Đà Lạt thì phải hỏi thăm chị. Đâu ở đâu? À đây này. Các quán ăn ở dãy nào nhỉ? Quán ăn ở dãy nào nhỉ? Quán ăn đấy. Đấy trong này rồi chứ. Anh cảm ơn nhá. Chú mua mũ xong đây. Đấy đi dãy đúng rồi đấy. Đây là khách Trung Quốc. Xin nhỉ, xin nhỉ. Đi bên này nhá. Đi đâu ấy, đi đâu ấy, đi ngay. À rồi. Vâng. Đồng thế nhỉ. Vâng. Sắp đường. Vâng, thôi xin chào 520 em nhá.